có cái gì hả? Bằng chứng trước tòa hay gì vậy? Bằng chứng trước tòa. Có ngày đi 3 vòng mà, có ngày đi 2 vòng mà, có ngày đi 4 vòng mà. Đi đâu? Vòng mới, vòng cuối, vòng mới. À. Ngày đi mấy vòng? Từ khi ta bước chân qua cái thử mới và ta chưa có ngày thì sao nữa. Ủa chứ cuối tháng, chưa cuối tháng rồi chốn 10 ngày cả anh. Tháng rồi. Vậy hả? Tháng rồi. Mấy tháng anh dù anh phải là mấy ngày trước là phải đi lên chợ nói chuyện mỗi không luôn. Đi, mỗi một lần đi với tờ giấy thôi kệ luôn phải không? Bây giờ làm suốt bên này rồi phải còn của tôi. Giờ là mình đi với nhưng mà ý là anh đã nói ông làm chưa? Anh nói ông làm chưa? Kêu ghi mà, thì giờ anh cứ ghi, anh ghi chưa, anh ghi giấy chưa? Giờ ghi em này, giờ cứ ghi giấy cho cộng là phải có tiền đăng rồi. Thì đi tăng giao mà. Giao là ngày em đi là, đi quay 24 lúc kia làm gì nữa. Quay 24 lúc em xấu rồi, xấu tay, quay em hoài nữa. Ôi, quay anh gì? Mọi chứng cứ sẽ được làm chứng trước tòa. Không có anh nó kêu nghỉ hồ. Không nghỉ rồi. Mà nó kêu nghỉ hồ đó. Ủa cái thằng Kha đâu anh Tài? Kha nó đi làm, nó đi kiếm làm thẻ rồi. Coi làm có thể còn xài được không biết luôn. Vậy có gì kêu đó gửi cho con Mạnh cái mã số đi nha. Nếu có em gửi qua cho. Có thằng lính em giờ nó chuẩn bị đi làm chuyện thôi mà đâu á. Chút anh cho nó ra cổng đi mà muốn nó sợ lấy thẻ không tiền. Bữa giờ người ta thông báo hồi bữa nửa tháng trước tới giờ rồi. Em hỏi nó làm chưa, nó không biết. Không biết thì sao được. Mỗi tháng thì nó điền nhắc rồi làm lâu rồi giờ không biết là sao ta. Cái thẻ mà thẻ ngân hàng á. Ở nhà là nó có 1 ngày rồi nè. Đúng rồi. Rồi cộng thêm 3 ngày nữa. Tức là anh đi làm 1 ngày bình thường đúng không? Để cộng thêm 2 ngày nữa là 1 ngày nhân 3 đúng không? Ủa, tính khôn kìa, tính khôn. Ở nhà được 1 ngày tính cộng 3 ngày nữa về chứ. Mấy bà nói cùng tụi tôi đó nha. Ví dụ lương tôi 10 triệu đúng không? Là 1 ngày công của tôi là 400 ngàn đúng không? Ừ. Mà bây giờ ngày hôm qua nếu tôi đi làm là tôi được 2 triệu. Đâu? Nó đâu tính tổng lương đâu, tính chỉ lương. Nó không tính lương, nó chỉ lương tính cơ bản 5 triệu 2 đúng không? 25 ngàn. Là tôi được 400 ngàn là ngày hôm qua nếu tôi ở nhà. Nếu tôi không đi làm tôi được 400 ngàn một ngày công. Đúng không? Ngày công tổng lương. Đúng rồi. Mà nếu tôi đi làm, ngày hôm qua tôi đi làm là tôi được thêm 200 nữa là chỉ ngày. Nếu ngày hôm qua đi làm tôi được tổng vậy 600 ngàn. Mà ở nhà ấy. Ở nhà thì được 400 mà đi làm tôi được 600. Cái này em nói mấy anh nghe. Mấy cái này là từ đầu công ty nó đã ra cái quy định đó, là nó chỉ tính cái lương nó chỉ tính được hay lương cơ bản thôi đúng không? Mấy anh phải ý kiến thôi chứ không phải bây giờ nó đã áp dụng rồi. Mấy anh giờ là mấy anh đã chấp nhận rồi. Mấy đứa tụi dân không như làm. Nếu như vậy á, mất là lỗ gì đâu nhận. Nếu mà em đi làm, nguyên ngày hôm qua em được có 200 ngàn. Tại vì mỗi công ty nó quy định mỗi tháng, có công ty nó tính theo lương cơ bản, có công ty nó tính theo tổng lương. Công ty cũ em là tính theo tổng lương. Còn công ty bên đây thì sao em không biết. Nhưng mà em nghe nói công ty chỉ tính, ở đây chỉ tính lương cơ bản. Nên từ đầu mấy anh phải lên tiếng chứ không phải đợi tới bây giờ mấy anh đã áp dụng rồi. Thấy có ai mà đi làm à? Ở nhà thì 400, mà đi làm thì 200 không? Thôi em ở nhà. Còn bây giờ ví dụ mà ngày lễ á, ngày lễ ý kiến
biến từ đầu chứ không phải bây giờ đã áp dụng rồi.